Vậy là em có muốn đêm nay ta và em, anh sẽ đàn em hát dưới ánh trăng kia dịu êm. Nhìn bầu trời tăm tối muốn tan theo những làn mây trôi thật xa, cùng hạt cà mưa mãi như bay thôi. Em là ai sao bước đến nơi này, tựa như trời mây phủ đầy vân vương. Và em là ai sao mang đến chân phường, hạ cơ thì sao dù anh ngã vật tình yêu. Từ ánh mắt nụ cười người đầy ngây thơ, làm cho anh ngẩn ngơ đêm lại mơ. Muộn kim cơ gần người gần em cơ, gió mưa phun bay nhớ thương đêm làm thơ. Người đeo phi lụa phi lụa như loài hoa, ngập tràn nồng nàn nồng nàn thầm bao ngày qua. Người gì thật thà thật thà sao đằng xa, ngỡ lời giận này giận này bằng lời ca. Vậy là em có okay.
như có thể viết cho em vài câu là babe. Em là người khiến anh nôn đã bấm follow trên Instagram. Em mà just you. Bây giờ làm sao để anh có thể mở lời trước đây à? Anh không biết tha như có thể viết cho em vài câu là babe. Em là người khiến anh nôn đã bấm follow trên Instagram. Em mà just you. Bây giờ làm sao để anh có thể mở lời trước đây à? 'Cause you're my Instagram love. Cause you're my Instagram love, baby, yeah, cause you're my Instagram.
Tôi vẫn muốn được làm một trái bóng xong, ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em như
chuyện xảy ra có thể chính là do ông trời đang bảo hộ mình. Sợ em yêu phải một người chẳng xem em là tất cả. Rốt cuộc thì chúng ta dẫu cho ai đúng ai sai cũng chẳng bước thêm được nữa. Theo một bước thôi mà đã chẳng đến đâu. Như chiếc lá vàng. Thank you.
trong yêu
điều gì hay sao? Còn đợi chuyến xe mỗi lúc tan ca đi cùng nhau, ta vẫn đi chung trên con đường nhưng mỗi đứa đi một hướng. Dòng đời cứ trôi đã qua mấy mùa, từng lời lúc xưa bỗng thành lời nói đùa. Thanh xuân ta đã gửi trao đến nhau, đâu còn cạnh bên lúc mai sau. Có lẽ duyên số đã an bài, em cứ đi đi đừng ngoảnh lại. Anh đã từ bỏ rồi đây.
một đời đâu quá dài. Tại sao phải thế này?